Xin kính chào các bạn. Trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về khái niệm block trong AutoCAD. Trong AutoCAD, các bạn sẽ làm quen với một khái niệm block. Các bạn có thể hiểu rằng block là những cái nhóm đối tượng được liên kết với nhau và được quản lý theo tên. Block cho phép các bạn cái khả năng có thể khi chỉnh sửa một đối tượng block thì tất cả những cái block cùng tên với nó sẽ được chỉnh sửa theo. Thế bây giờ để tạo ra một block, mình có thể sử dụng lệnh like. Đấy. Mình có thể sử dụng lệnh like hoặc bất cứ các lệnh gì trong AutoCAD. Đấy, các bạn có thể tạo ra đối tượng. Đấy, có thể là dim, text hay bất cứ lệnh gì. Đấy, giả sử như thế này ạ. Mình sẽ tạo rất là ngẫu nhiên thế này. Đấy. Thì sau khi tạo xong các đối tượng thì các bạn có thể này là sử dụng lệnh B. Đấy, hoặc các bạn vào Insert này. Các bạn chọn chế độ Create Block. Đấy. Sau đấy này, các bạn có thể là đặt tên cho cái block của chúng ta. Ví dụ mình đặt tên là block 1 chẳng hạn. Đấy. Sau đấy, mình sẽ lựa chọn cái điểm mà mình sẽ điểm gốc cho block. Cái điểm này sẽ giúp cho các bạn là trong quá trình các bạn là insert block thì nó sẽ là cái điểm này là điểm căn cứ. Thế để lựa chọn thì các bạn có thể là pick point. Đấy, và các bạn có thể chọn một cái điểm, ví dụ mình chọn cái trung điểm cái này chẳng hạn. Đấy, được rồi. Sau đấy mình sẽ vào Object và mình sẽ sử dụng công cụ Select Object để lựa chọn các đối tượng để biến thành nó thành block. Mình sẽ quét chuột hoặc là click chuột để chọn đối tượng như thế này. Cứ chọn xong mình sẽ Enter. Đấy. Ở đây các bạn thấy chúng ta có 3 chế độ, một là Retain. Đấy. Chế độ này thì khi chúng ta tạo block thì block sẽ được lưu vào file và những cái đối tượng này thì nó vẫn ở đây, nó không bị biến thành block. Còn chế độ Convert to Block thì nó sẽ lưu block của chúng ta tạo thành vào file và các đối tượng này nó sẽ biến thành block luôn. Đấy. Còn chế độ delete thì nó sẽ lưu block vào file và nó xóa đi các cái đối tượng này, đối tượng gốc ban đầu này. Đấy. Thì ở đây mình sẽ chọn chế độ convert to block. Còn ở đây thì cái những cái mục này thì có mục annotate này thì nó liên quan đến layout thì mình sẽ nói trong các bài học sau, các bạn cứ giữ nguyên là được. Các bạn có thể là chọn setting, bạn chọn cho mình cái đơn vị của cái block của bạn. Ở đây mình sẽ chọn mm. Và đây các bạn có thể điền cho nó cái thông tin mô tả block này có đặc tính gì. Đấy. Sau khi thiết lập xong, các bạn kích vào OK. Đấy, các bạn thấy này. Bây giờ từ đối tượng của chúng ta từ hai đối tượng bây giờ đã thành một đối tượng. Nó có đặc điểm đó là block, các bạn có thể vào property thấy chưa? Nó đã biến thành block. Đấy. Thì block này nó sẽ có đặc điểm này. Bây giờ mình sẽ copy nó ra này. Đấy. Mình copy nó ra này. Hoặc này, mình có thể vào Insert này, các bạn chọn chế độ Insert này. Đấy. Các bạn thấy không? Cái điểm Paste Point chính là cái điểm trung điểm này. Thấy chưa? Đấy, đây là cái điểm Paste Point. Đấy. Thế bây giờ giả sử như mình muốn chỉnh sửa cái block này thì các bạn có thể vào Insert và các bạn chọn công cụ Block Editor. Sau đây các bạn chọn block mà các bạn muốn chỉnh sửa. Đấy, các bạn kích vào OK. Và các bạn có thể là kích đúp vào cái block các bạn muốn chỉnh sửa. Đấy. Thì các bạn kích OK cho mình. Thì phần mềm nó sẽ mở cho các bạn cái giao diện làm việc với block. Đấy. Thì các bạn có thể thoải mái chỉnh sửa bằng các cái công cụ của AutoCAD. Đấy. Ví dụ như mình có thể offset này, offset một khoảng đấy, như thế này chẳng hạn. Sau đấy chỉnh sửa xong thì thậm chí các bạn có thể là thiết lập các layer này. Ví dụ mình chọn LA, mình tạo các layer mới chẳng hạn. Đấy. Mình cho nó màu khác đi. Giả sử như thế. Đấy. Sau đấy mình sẽ thiết lập lại các nét của này, đối tượng này. Đây, cái đối tượng này mình sẽ cho nó là layer 3 chẳng hạn. Và đối tượng này mình cho nó layer 2. Đấy. Sau đấy mình chọn chế độ Close Block Editor. Mình chọn Save để lưu các thiết lập. Hoặc các bạn có thể chọn Discard để là không lưu. Đấy, mình chọn Save. Thì các bạn thấy này, sau khi chỉnh sửa xong thì tất cả các block mà có cùng tên mà đã được chúng ta copy ra ấy, thì nó sẽ được chỉnh sửa hàng loạt. Đấy, thì đây chính là cái đặc điểm hay của block mà giúp bạn có thể là biến nó thành những cái đối tượng family, tức là cái đối tượng thư viện có sao chép hàng loạt trong bản lẽ các bạn. Đấy. Các bạn có một lưu ý nữa này, thì các bạn khi sử dụng block ấy, thì các bạn có thể này, các bạn vào insert cho mình, thì các bạn sau khi tạo ra một block, các bạn có thể chọn
chế độ write block để lưu cái block của chúng ta ra thành một cái file để sau này khi làm các dự án khác các bạn có thể bỏ vào. Đấy, các bạn chọn là write block. Đấy, sau đấy các bạn có thể là chọn source tức là nguồn thì các bạn có thể chọn vào block này. Ở đây các bạn sẽ chọn cái block mà các bạn sẽ lưu. Thì ở đây trong dự file của chúng ta chỉ có mỗi block này thôi nên nó chỉ hiện một cái. Ví dụ file có 10 block thì nó có 10 cái. Đấy, các bạn sẽ chọn cái block mà các bạn muốn lưu. Đấy. Sau đấy này, các bạn hãy dẫn đường link đến cái nơi mà các bạn sẽ lưu file. Ví dụ ở đây chẳng hạn, mình sẽ lưu ở đây. Đấy. Và các bạn hãy thiết lập cho nó cái đơn vị. Đấy, ở đây mình chọn mm và các bạn click vào OK. Thì phần mềm nó sẽ tự động lưu cho bạn và các bạn có thể vào cái file các bạn để xem. Ví dụ mình vào đây. Đây, các bạn thấy chưa? Lưu file của chúng ta nó đã được lưu trong dự án. Và mình có thể mở lên cho các bạn này. Các bạn thấy chưa? Đấy. Mình có một lưu ý nữa này. Đó là các bạn thấy rằng cái block của chúng ta ấy, khi chúng ta tạo ra thì các bạn thấy này, khi chúng ta kích vào block nó sẽ hiển thị ở layer 0. Trong khi đó này là cái đối tượng bên trong nó, cái này layer 3, còn cái này layer 2. Đấy, các bạn sẽ quan tâm là tại sao nó lại là layer 0. Thì đơn giản là bởi vì là khi chúng ta biến sử dụng công cụ tạo block ấy thì cái layer 0 đang là layer hiện hành. Ví dụ như mình sử dụng lại explode. Đấy. Sau đấy này, bây giờ mình sẽ làm lại này, bây giờ mình sẽ chọn layer hiện hành là layer 1 chẳng hạn nhá. Thôi mình sử dụng lệnh block với cái đối tượng này. Đấy, mình chọn rất là nhanh như này thôi. Ok. Gọi đấy này. Thì mình kích vào đây, bây giờ nó hiện đấy là layer 1, các bạn thấy không? Đấy, thì đấy là nó cái điểm này nó cũng sẽ ảnh hưởng đến việc các bạn là thiết lập quản lý layer trong AutoCAD. Do vậy các bạn cũng cần lưu ý cái điểm này. Đấy. Thì đấy là một vài cái hướng dẫn nhỏ về block trong AutoCAD. Mình nhắc lại rằng đấy, tính chất của block là tính chất là có thể giúp các bạn thay đổi hàng loạt các đối tượng. Đấy, do vậy nó rất là thường xuyên sử dụng trong phần mềm AutoCAD. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bài học lần sau.